Bàn thờ có 3 bát hương nên thắp mấy nén nhang. Cẩn thận nếu làm sai, kẻo càng cúng càng mang tội với tổ tiên. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Chúc quý vị và các bạn luôn mạnh khỏe, bình an và vạn sự may mắn. Quý vị thân mến, thắp hương trên bàn thờ gia tiên là một cái phong tục tập quán từ lâu đời của người Việt Nam. Bát hương được coi là cái nơi giáng thế của các hương linh, các chân linh, các vị tổ tiên cũng như là các vị thần linh. Và cũng là cái nơi để thể hiện cái sự thành kính của gia chủ đối với cõi âm. Bởi vậy, nên vào cái dịp lễ Tết ngày rằm ngày mùng 1 hàng tháng thì các gia đình thường thắp hương lên bàn thờ để cúng Phật, cúng gia tiên, cúng các vị thần linh, thần tài thổ địa để cầu mong cái sự may mắn, gia đạo luôn bình an và mọi việc được hanh thông thuận lợi. Tuy nhiên, theo các chuyên gia phong thủy cảnh báo, việc thắp bao nhiêu nén hương cùng với cái ý nghĩa của việc thắp bao nhiêu nén hương là gì? Đồng thời, cái thứ tự thắp hương trên bàn thờ ra sao là điều rất quan trọng. Nếu gia chủ làm sai, phạm phải những cái đại kỵ trong tâm linh thì sẽ rước họa vào thân, đen đủi đủ đường, tổ tiên của phạt. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. Thì trước tiên chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về bàn thờ gia tiên có mấy bát hương mới là đúng. Quý vị thân mến, theo truyền thống của các gia đình Việt có thói quen thờ cúng truyền từ đời này sang đời khác, nhưng không phải ai cũng biết chắc chắn rằng bàn thờ gia tiên có mấy bát hương mới là đúng. Và tại sao phải thờ cúng trên bàn thờ gia tiên? Trước khi tìm hiểu về bàn thờ gia tiên có mấy bát hương, chúng ta cũng phải tìm hiểu là từ cái vạch xuất phát tại sao là phải thờ cúng, đúng không ạ? Người ta thường nói đất thì có thổ công, sông thì có hà bá. Xét về tâm linh thì các quan cai quản cái khu đất nhà mình ấy, chính là các bậc thần linh. Nếu đất nhà mà không có các quan thần linh cai quản, hoặc là gì, các quan cai quản nó không thiêng, thì các vong vãng lai sẽ chiếm giữ cái lô đất đó. Vì thế, theo truyền thống thì chúng ta lập bàn thờ và thờ các quan, thì các ngài ngự tại địa phận, tại vị trí đó để các thần linh cai quản, trông nom nhà cửa được an yên, bình an. Các quan mà thiêng ấy, thì sẽ không có vong nào vãng lai vào cái lô đất đó được. Trong tâm linh, bàn thờ chính là cái nơi làm việc, là nơi ăn, là nơi nghỉ ngơi của những người âm. Đó còn là nơi tưởng nhớ đến các vị gia tiên của con cháu trong dòng tộc. Con dâu con rể mới thì về thắp hương để còn biết tới những người trong dòng tộc của nhà mình, còn biết được những tổ tiên ông bà cha mẹ mình là ai, còn biết tổ tiên ông bà chúng mình là ai, hay là những người mất trẻ trong dòng họ, vân vân. Qua đó để giáo dục cái thế hệ con cháu biết báo hiếu với tổ tiên, giáo dục về nguồn cội, về lòng hiếu thảo của những người còn sống với những người đã khuất. Thứ hai là trên bàn thờ trong một gia đình thì thường có thờ những ai? Thưa quý vị, tài lộc của mỗi người thường được chia ra làm các nguồn như sau. Đầu tiên là lộc từ gia tiên, tức là từ mộ phần, từ nhà thờ họ, thờ chi vân vân. Lộc từ đất, tức là gì? Tự nhà ở và từ những người thờ cúng tại khu đất đó. Thứ ba là lộc từ bản mệnh, tức là lộc từ người hợp mệnh. Thì ngoài ra còn lộc từ thiên, từ thần, từ thánh, từ Phật vân vân. Thì đó là cái lý do giải thích tại sao nhiều người không có học vấn, không giỏi mà vẫn có thể là giàu lên được nhờ lộc thờ cúng. Từ đó, người xưa quan niệm trong việc thờ cúng cũng như là cái việc bài trí trên bàn thờ gia tiên thì có thể chia làm ba cái cấp bậc dưới đây. Đầu tiên là thờ Phật. Nhiều gia đình vẫn thờ Phật để cầu mong cái sự bình an đến với gia chủ, hóa giải mọi cái tai ương, hướng về cái cõi niết bàn. Tiếp theo là thờ thần, bao gồm các vị thần giúp cho mỗi gia đình được an yên, như là ông thổ công, Long Bạch Tôn Thần, thần tài, tiền chủ, hậu chủ, vân vân. Và cuối cùng là thờ gia tiên tiền tổ, chính là những người đã khuất trong dòng họ, trong gia tộc nhà mình, để giúp cho phù hộ độ trì về mọi mặt trong cuộc sống. Vì vậy, để việc thờ phụng được trọn vẹn thì mỗi gia đình có ít nhất là hai bàn thờ, thường là như vậy. Thứ ba là trên bàn thờ gia tiên cần có mấy bát hương. Thưa quý vị, với một gia đình thông thường thì cái việc thờ cúng các quan thần linh thổ địa, thổ công, Long Mạch Tôn Thần, Tá Phủ Thần Quân cũng như là các vị thần đất, ngũ phương ngũ thổ long thần, tiền hậu địa chủ tài thần, vân vân. Đấy, cũng như là các ngài phúc đức tôn thần hoặc các ngài tiền hậu địa chủ tài thần, sau đó là thờ đến gia tiên, đến cụ kỵ các ông bà tổ tiên, bà cô ông mãnh, cũng như là cửu huyền thất tổ, huyền cô huyền cậu trong dòng họ. Vì thế, hai bàn thờ này trong một gia đình gồm có thứ nhất là bát hương thờ Phật là một bát hương. Bàn thờ còn lại có thể thờ chung thần và gia tiên, nhưng lại phải có gì, có ba bát hương. Bát hương ở giữa to nhất, cao nhất là thờ các quan. Bát hương bên phải là bát hương thờ gì, thờ gia tiên. Bát hương bên trái là thờ bà cô ông mãnh, tức là gì, huyền cô huyền cậu hoặc là những người đã khuất còn chết trẻ đó. Dù đã tìm ra câu trả lời là bàn thờ gia tiên cần có mấy bát hương, nhưng vẫn có người phân vân rằng
Nếu mà nhiều gia đình chỉ thờ chung các vị vào một bát hương, và nhiều nhà quan thứ thì cũng chỉ thờ có một bát hương các quan thần linh, thì đúng hay là sai? Bàn thờ tốt nhất trong mọi nhà là có đủ 3 bát hương. Vì trong ngày lễ Tết Dỗ Chạp mùng 1 ngày rằm, khi mà trực cúng thì chúng ta đều mời đầy đủ các vị về nhà, đúng không ạ? Mà bát hương là cái nơi để các vị ngự trị. Nếu đặt chung một bát hương, có nghĩa là các vị phải ngự chung trong một bát hương là không đúng với ngôi thứ và sẽ bị chồng lấn lên nhau. Bát hương của các quan ấy thì gia tiên không thể ngự cùng. Nếu chỉ đặt một bát hương thì gia tiên về không có chỗ ngự. Không có chỗ ngự thì con cháu xin lộc công danh thì sẽ không được bình an, sẽ không được các ngài cho, đúng không ạ? Thứ hai là con thứ cũng như là con trưởng thì đều được gia tiên cho lộc. Có nghĩa là gì? Nếu là con thứ mà không đặt đủ 3 bát hương thì các cụ về ngự thì làm sao mà các cụ phù hộ cho được. Tiếp theo là bàn thờ Phật thì gồm có một bát hương. Bàn thờ còn lại có thể là thờ chung thần và gia tiên, nhưng mà lại gì? Có 3 bát hương. Thì ngoài bát hương thờ thần linh và gia tiên thì bạn cần có thêm bát hương dành riêng cho bà cô ông Mãnh. Đây là một người đại diện giữa thần linh và gia tiên của mỗi gia đình. Như đã nói ở phần trên thì việc bài trí và việc thờ cúng được chia làm 3 cấp bậc. Vì vậy, đặt bát hương cũng phải tuân thủ theo đúng cái nguyên tắc nhất định và cũng có sự phân chia cấp bậc rõ ràng. Bàn thờ Phật thì thường đặt vị trí cao nhất, tiếp theo là đến các vị thần linh và cuối cùng là gia tiên. Hiện nay, cái việc thờ Phật rất phổ biến, nhất là cái bàn thờ Phật có riêng một bát hương, không cần to, không cần quá, nhưng mà cũng phải là gì? Trọng đại và đặt vị trí cao hơn bàn thờ gia tiên. Cái việc thờ cúng quan trọng nhất là ở cái tâm và chỉ là cái cách để chúng ta thể hiện cái lòng thành với những người đã khuất, với đặc biệt trên, chứ không phải là để xin sức khỏe, xin tiền bạc. Cũng như là cái quan niệm nhân quả của Phật giáo, thì những gì chúng ta có ở hiện tại là nhờ kiếp trước, do tu hành, do tu dưỡng, do tu tâm dưỡng tính mà có. Thứ ba, bàn thờ 3 bát hương thì nên thắp mấy nén hương. Quý vị thân mến, thắp hương hay còn gọi là thắp nhang ấy, là cái cầu nối tâm linh giúp gia chủ truyền đạt cái mong ước, cái nguyện cầu tới các bậc thần linh, gia tiên nhà mình. Nhưng việc thắp hương cũng nên thắp là số lẻ, 1 nén, 3 nén, 5 nén, 7 nén hoặc 9 nén để có được cái tài lộc, bình an và may mắn. Sau đây tôi sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về vấn đề này. Thưa quý vị, thắp hương là một phần trong cái nghi thức, nghi lễ với thần linh, với tổ tiên, là cái cách để kết nối tâm linh của người Việt. Thắp hương và cúng bái vào cái ngày mùng 1, ngày rằm, ngày lễ Tết Dỗ Chạp, thể hiện cái lòng thành kính đối với gia tiên, giáo dục truyền thống uống nước nhớ nguồn, nói lên những cái mong ước của bản thân tới các vị thánh thần đã phù hộ, giúp đỡ cho gia đình được sức khỏe, tài lộc, làm ăn thì may mắn, công danh thì phát đạt, thành công như ý. Tùy theo cái nghi lễ mà chúng ta tiến hành cái công việc thắp hương, nhưng cái việc thắp hương 1, 3, 5, 7 hay 9 nén thì đều có những cái ý nghĩa khác nhau, cụ thể như sau. Thắp một nén hương có ý nghĩa là thờ cúng thần linh trong nhà, giúp mọi người được bình an và may mắn, gọi là bình an hương. Khi muốn cầu bình an, mong được mọi việc được thuận lợi thì hàng ngày cứ buổi sáng trước khi đi làm hay là trước khi ra khỏi nhà, hoặc mỗi buổi tối trở về thì người ta thường thắp một nén hương, hoặc mỗi buổi sáng khi mở cửa hàng hay là đến công ty thì cũng thắp một nén hương trên bàn thờ thần tài thổ địa. Thắp một nén hương là con số may mắn, cầu bình an. Con số đây là con số dương, thể hiện cái người sống thành tâm cầu mong với tổ tiên, với thần linh, với các bậc bề trên phù hộ cho mình làm ăn được tốt lành, kinh doanh thì phát tài, toàn gia thì an lạc và may mắn. Thắp hai nén hương, thưa quý vị, thường cái việc thắp hai nén hương là khi viếng linh cữu của người đã khuất. Quan niệm xưa cho rằng người mới mất thì chưa mang đi chôn ấy, trong cái khoảng thời gian sau khi mà khâm niệm, đến khi hạ táng ấy, thì thắp hương vái lại. Khi phúng viếng thì chỉ cần thắp hai nén hương và vái hai vái. Vì lúc này người đã mất là bán âm bán dương, cái số 2 là cái số chẵn, là số thành, tức là số âm. Điều đó muốn nói người mới chết đã hoàn thành cái cuộc sống ở cõi dương, nay lại an nghỉ về nơi chín suối, đúng không ạ? Cái việc thắp 3 nén hương trong phong thủy, số 3 là số dương, có rất nhiều ý nghĩa, quan niệm khác nhau. Theo đạo Phật thì thắp 3 nén hương được gọi là gì? Là tam bảo hương. Tam bảo là Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo, tức là những người đã xuất gia ấy. Còn đối với những người theo đạo giáo, 3 cây hương thể hiện cho tam thanh hương: Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thượng Thanh Linh Bảo Thiên Tôn và Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn. Còn có quan niệm tức là cho tam giới, đúng không ạ? Tức là sắc giới, dục giới và vô sắc giới. Nó cũng thể hiện cho tam thời, tức là quá khứ, hiện tại và tương lai. Bên cạnh đó thì nó cũng còn thể hiện cho tam vô lậu học, tức là giới, định, tuệ trong 3 giới của nhà Phật, vân vân.
Trong phong thủy, số 3 là tượng trưng của tam giới. Thiên tức là trời, địa tức là đất và nhân tức là con người. Trong ba nén hương này thì cái nén hương chính giữa là hương chủ, gọi là hương giáo chủ. Nén bên trái được gọi là hương thanh long, nén bên phải gọi là hương bạch hổ. Thắp ba nén hương thì thường được sử dụng khi làm những nghi lễ lớn để cầu xin việc gì, giải hạn hoặc lập các đàn tế lễ, hoặc lên hương vào các ngày trọng đại tại đình, đền, miếu, phủ, chùa chiền hoặc là nhà thờ họ v.v. Còn tại gia đình thường thắp các dịp quan trọng như là cái dịp ăn vị bát hương, ngày lễ Tết dỗ chạp hoặc ngày tạ táo, hoặc là khi mời thầy pháp đến làm lễ. Việc tiếp theo là chúng ta cùng xét đến việc thắp năm nén hương thì được gọi là thiên địa ngũ hành hương. Cái số 5 nó tượng trưng cho năm phương của trời đất, năm hướng của thần linh, có ý nghĩa là cầu khấn trời đất thần linh chứng giám cho cái lòng thành. Ở trong phong thủy thì nó tượng trưng cho năm ngũ hành kim, mộc, thủy, hỏa và thổ. Trong một dòng họ, một dòng tộc hay một quốc gia hay một tập thể có việc gì trọng đại, trọng sự thì người ta mới thắp năm nén hương, tượng trưng cho gì? Cầu được ngũ phương, ngũ thổ, ngũ hành. Có nghĩa là khắp trời đất chứng giám cái lòng thành của người đại diện trong một dòng tộc, một dòng họ hay là cái địa phương đất nước đó. Cầu mong cho quốc thái dân an. Năm nén hương thì thường được dùng trong các dịp lễ tại chùa, đình, đền, miếu phủ, nhà thờ họ hoặc các đàn lễ lớn. Cầu mong bách gia được bình an vô sự, đúng không ạ? Hoặc là cầu mong cho bách gia như là gì? Lễ cầu siêu phả độ chúng sinh. Hoặc là nếu mà tại gia thì thường là thắp năm nén vào cái dịp thái tuế, đúng không? Cúng thái tuế ngoài trời, hoặc lễ rằm tháng giêng, hoặc là lễ an vị bát hương thần linh, vân vân. Tiếp theo là chúng ta cùng xét đến khi thắp 7 nén hương. Thắp 7 nén hương gọi là gì? Bắc đầu thất tinh hương. Tên gọi lần lượt là gì? Thiên Xu, Thiên Toàn, Thiên Cơ, Thiên Quyền, Khai Dương, Ngọc Hoành và Giao Quang. Thắp 7 nén hương cùng lúc để gọi mời thần linh thiên tướng. Nếu không quá cần thiết thì cũng không nên thắp tới 7 nén hương. Thắp 7 nén hương chỉ dùng cho cái việc lập đàn tế lễ trong cái đàn lớn cầu việc gì đó, như là cầu thọ mệnh, hoặc là cắt trùng hay là gì, trừ âm vân vân. Thắp 9 nén hương. Thưa quý vị, 9 nén hương gọi là gì? Cửu cửu liên hoàn hương. Thắp hương theo cái thứ tự 3 tầng, 3 hàng, 3 cột. Ở trên là mời Ngọc Hoàng Thượng Đế, dưới là mời Thập Điện Diêm Vương. Người ta hy vọng rằng Ngọc Hoàng Đại Đế cũng như là Thập Điện Diêm Vương sẽ hiển linh hỗ trợ, cứu giúp muôn dân, giúp cho những cái mong ước, những cái nguyện cầu của họ trở thành sự thật. Cái việc thắp 9 nén nhang là mang cái tín hiệu để cầu cứu. Chủ yếu thì rơi vào những cái trường hợp bất đắc dĩ, thường thì các pháp sư mới thực hiện các việc này. Đặc biệt, quý vị cũng cần phải lưu ý ngày rằm mùng 1 thì nên thắp 10 nén hương. Thưa quý vị, vào những ngày rằm ngày mùng 1 thì các gia chủ có thể thắp 1 hoặc là 3 nén hương trên một bát hương là được. Qua cái làn khói hương ấy là cái cầu nối tâm linh, chúng ta gửi đến những lời nguyện cầu mong ước với các tôn thần vũ trụ để được thấu hiểu. Vì vậy, cái điều cần thiết là ở cái tâm thành. Thắp hương là cái cách kết nối tâm linh, giúp cho gia chủ truyền đạt cái mong ước, cái nguyện cầu của mình đến cái bậc thần linh, các bậc tổ tiên. Ai cũng thắp hương, nhưng mà thắp hương thế nào ấy cho đúng ấy. Khi nào thắp 3 nén, 5 nén, 7 nén, 9 nén thì không phải ai cũng biết. Và trên đây tôi đã giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn về cái việc thắp hương tại gia, cái lễ cúng rằm mùng 1 Tết dỗ chạp. Từ đó giúp gia chủ cầu được ước thấy may mắn, tài lộc và bình an, cũng mang theo cái sự hưng vượng với cả gia đình, chứ không bị gì, không bị bay mất. Vì nếu không thắp đúng cái nghi lễ thì thậm chí còn đem lại cái điều xui rủi, tán gia bại sản, tổ tiên của phạt. Ngoài cái việc trên ban thờ có mấy bát hương, cũng như là cái việc thắp bao nhiêu nén hương là đúng, thì bên cạnh đó, cái cách thắp hương như thế nào thì cũng là một cái lưu ý quan trọng mà gia chủ cần phải biết để tránh phạm phải những cái đại kỵ trong tâm linh. Sau đây tôi sẽ tiếp tục chia sẻ cùng quý vị và các bạn về cái thứ tự thắp hương trong nhà như thế nào cho đúng. Đầu tiên, bàn thờ Quan Âm Bồ Tát hoặc là bàn thờ Phật. Nếu mà nhà có thờ Phật, thờ Quan Âm thì thứ tự thắp hương trong nhà cơ bản chúng ta sẽ thắp hương ban thờ Quan Âm trước, đúng không ạ? Sau đó thì đến ban thờ thần linh. Trong bất kỳ cái nghi lễ nào của gia đình ấy, thì thông qua cái việc thắp hương cho mẹ Quan Âm hoặc là bàn thờ Phật đầu tiên ấy, là cái điều không thể quên, vì đây được coi là những người có quyền năng và linh thiêng nhất. Tiếp theo là đến bàn thờ gia tiên. Sau khi thắp hương ở ban thờ Phật, mẹ Quan Âm xong ấy, thì chúng ta sẽ chuyển sang thắp hương ở trên ban thờ gia tiên. Thì đối với ban thờ gia tiên, chúng ta lại có một lưu ý nhỏ. Thắp hương theo thứ tự vai vế từ cao xuống thấp, từ trên xuống dưới. Ví dụ từ ông bà cố nội, đúng không ạ, đến ông bà cố ngoại, sau đến anh chị em, sau đến cô dì tỉ muội, cô dì chú bác, vân vân. Vậy nên để đảm bảo về cái thứ tự thắp hương trên ban thờ gia tiên,
để cái nghi thức này nó đảm bảo được cái ý nghĩa linh thiêng nhất. Thứ ba là bàn thờ thần tài thổ địa. Thưa quý vị, với những gia đình thực hiện cái hoạt động kinh doanh thì cái việc thờ thần tài thổ địa là cái điều không thể thiếu, vì nó ảnh hưởng rất nhiều đến cái tài lộc, đến cái hiệu quả của công việc kinh doanh. Cái việc thắp hương trên bàn thờ thần tài thổ địa thì cũng được tiến hành khi mà đã thắp hương xong ở cái bàn thờ gia tiên. Trong khi thắp hương ở bàn thờ thần tài thổ địa, quý vị cũng đừng quên cầu xin các vị thần linh mang lại cái lợi nhuận, phù hộ cho công việc làm ăn kinh doanh được thuận buồm xuôi gió, được phát triển bền vững. Thứ tư là bàn thờ của người mới mất. Thưa quý vị, trong nhiều gia đình khi có người mới mất thì họ thường sẽ lập bàn thờ riêng đến khi đủ 49 ngày hoặc 100 ngày, tùy vào từng mùng, từng miền. Cái việc thắp hương cho bàn thờ người mới mất thì sẽ được thực hiện sau khi mà thắp hương trên bàn thờ thần tài, bàn thờ gia tiên. Riêng với bàn thờ người mới mất thì cái việc thứ tự thắp hương cũng cần phải chu đáo, cẩn thận, cần phải chuẩn bị hương lễ đầy đủ để cái việc thờ cúng nó không bị phạm phải những điều đại kỵ. Thứ năm, bàn thờ cúng cô hồn. Thưa quý vị, bàn thờ cúng cô hồn thường phổ biến với các gia đình ở miền Trung hoặc là miền Nam, các khu vực có người chết do chiến tranh. Thông qua bàn thờ này thì người trần có thể gửi đồ ăn hoặc là hương lễ tới những người chết đường, chết chợ, chết đông, chết tây. Theo thứ tự thắp hương ở trong nhà và theo thứ tự thắp hương thì cái bàn thờ cúng cô hồn sẽ được thắp sau cùng. Thứ sáu là nên thắp hương vào cái thời điểm nào trong ngày. Thưa quý vị, nhiều người có thói quen là thắp hương vào cái buổi sáng sớm hoặc là buổi tối để tăng thêm cái sinh khí cũng như là tăng thêm cái sự ấm cúng cho ngôi nhà. Đây là cái việc các bạn nên làm nếu có đủ thời gian. Và ghi nhớ được cái thói quen thắp hương này, nó sẽ đảm bảo cái ý nghĩa linh thiêng của bàn thờ, là bàn thờ sẽ luôn có hương khói. Tuy nhiên, không nhất thiết phải thắp hương mỗi ngày. Nếu không có thời gian thì các bạn hoàn toàn có thể thắp hương vào những ngày lễ, Tết, Dỗ, Chạp, ngày rằm. Điều quan trọng nhất khi thắp hương chính là cái lòng thành tâm. Vậy nên cho dù thắp hương vào cái thời điểm nào trong ngày cũng nên chuẩn bị ít lễ, đèn, hoa, vân vân, nếu có đủ điều kiện để bày tỏ cái sự thành tâm của gia chủ. Và sau đây sẽ là một số điều kiêng kỵ khi mà thắp hương. Thưa quý vị, thắp hương được coi là cái hình thức giao tiếp tâm linh, là tín ngưỡng không thể bỏ qua của người dân Việt Nam. Đồng thời còn có quan niệm cho rằng thắp hương còn là cầu nối tâm linh giữa hai thế giới âm và dương. Chính vì cái ý nghĩa tâm linh này mà khi thắp hương thì chúng ta cũng cần lưu ý một số điều để không phạm phải những đại kỵ trong cái phong thủy. Thứ nhất, không nên thắp hương theo số chẵn. Đầu tiên là về số lượng nén hương khi thắp, không nên thắp hương theo số chẵn, vì theo quan niệm dân gian, số lẻ tượng trưng cho cõi dương, tức là gì, sự may mắn, còn số chẵn là tượng trưng cho cõi âm, tức là mang lại những điểm xui. Do vậy, ngoại trừ cái việc thắp hương cho người mới mất là hai nén, thì trong mọi cái nghi lễ thờ cúng chúng ta không nên thắp số hương chẵn. Thứ hai là ăn mặc nghiêm chỉnh khi mà thắp hương. Cái việc thắp hương được coi là cầu nối tâm linh hoặc là gì, cầu mong những cái điều may mắn. Chính vì vậy, người thắp hương cần phải có tâm thế nghiêm chỉnh, đặc biệt không nên ăn mặc hở hang và coi trọng thứ tự thắp hương trong nhà. Kiêng kỵ tiếp theo là không thổi khi hương đang còn cháy. Một điều kiêng kỵ mà khá nhiều người mắc phải là khi thắp hương chính là gì, thổi hương khi hương chưa cháy hết. Đây là một cái điều kiêng kỵ khi thực hiện cái tín ngưỡng này, bởi vì theo quan niệm dân gian ấy, cái hành động thổi hương được xem là bất kính, được hiểu là gì, cái miệng không được sạch sẽ. Khi mà dùng để thổi tắt hương cũng chính là gián tiếp đem những cái thứ không sạch sẽ lên cái bàn thờ, lên que hương, khiến cho gia tiên, thần linh nổi giận. Quý vị thân mến, trong video ngày hôm nay tôi đã chia sẻ cùng quý vị và các bạn về ý nghĩa của việc thắp hương, cũng như là thắp hương vào cái dịp lễ Tết, Dỗ, Chạp, ngày rằm mùng 1, bao nhiêu nén cho đúng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.